Hello các bạn, hôm nay mình sẽ mở hộp cái con đồ chơi này, ô tô đồ chơi kiểu quân đội. Đó. Mua mình cả ship, mình đặt về đây hơn 200.000, 210.000. Đấy, cùng mình mở nhá. Và cái video này sẽ là video đầu tiên là mình làm về cái đồ chơi này. Mình sẽ làm video tiếp theo, nó sẽ đem cái ô tô này đi off-road các bạn nhá. À, ô tô đồ chơi đi off-road xem là nó hay không. Thì đầu tiên mình thấy có bộ kỹ nhỉ, mở khóa đây à, các bạn cái chốt này ra đúng không? Đây là có cái chốt các bạn ra kiểu ốc vít á, đồ chơi giá rẻ. Đây là cái điều khiển các bạn ạ. Đây là một mô hình phía sau nhé. Đây là mô hình anh bộ đội. Không có đứng được không? À, đứng được các bạn, đứng được. Hello, chào luôn. Cái này phải dùng túi vít vặn ra. Khoai nhỉ. Bây giờ thì mình lấy cái túi vít nhé. Đây rồi. Hộp để mình dùng cái tô vít thế này. Đồ này ngay chưa thẳng bé nhỉ. Cái này nó cũng khá là cẩn thận, không bị lắc rồi vỡ kiểu, nhưng mà mở hộp là hơi tốn thời gian một tí. Một tô vít thì bật ra. Rồi, ra xong. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Lan là... gọi gì nhỉ? Đây có lốp dự phòng rồi, có lốp dự phòng. Anh vừa đồ này hơi to so với cái xe. Cái này mình đoán là nó chỉ chạy một cầu thôi, đúng không? Nó chỉ chạy 2WD thôi. Mình mở cái nắp pin này ra. Khi mà nó dùng pin 3 viên pin 1,5V, 1,5V các bạn này, 3 viên thì nghĩa là pin tầm khoảng 5V là vẫn dùng được. Đấy, 5V vẫn dùng được thì mấy nước mình sẽ độ con pin sạc vào đây. Đấy, test ra xem là ok không, mình sẽ đổ thêm pin sạc đây để dùng nó lâu, đỡ phải thay pin nhiều. Nói chung là nó cũng đúng như giá rẻ thôi, nó chỉ hơn một cái là ngày xưa là không có điều khiển này, bây giờ có điều khiển này, điều khiển này thì cũng nhìn cũng bình thường thôi, cũng còn chỉ có 4 nút chức năng thôi, đó là tiến lùi và rẽ trái rẽ phải thôi, không có nhiều. Và cái điều khiển này nó cũng dùng pin A luôn, hai viên pin 1,5V. Đấy, bây giờ mình sẽ lắp và test thử các bạn nhé, lắp xem chạy thử ok không nhé. À, đi lấy pin nào. Đây, lắp vào.
mỗi lần hết pin là phải đi mua pin. Đây là có đèn gì ạ? Có đèn mà. Đâu? Đúng không nhỉ? Đúng rồi mà. Và đây không thấy gì. Rồi rồi. Mình đọc từ điều khiển đã. Đi đừng có đèn các bạn ạ. Đi đó, tốc độ nó cũng khá là nhanh đấy các bạn. Cái này nó có cái như là cái cân cân thước này các bạn, cân thước lái này. Đấy. Và tất nhiên là với cái giá như thế này và con xe tải như thế này chắc cả và chắc chắn nó chỉ có một cầu thôi các bạn, không có cái cầu sau đâu. Cái cầu sau thì mình nghĩ là cái mức độ nốt của nó sẽ không cao, sẽ không được thỏa mãn cho lắm. Cái gương của nó là bằng cái gì đấy, cao su à? À cái này gãy mất rồi. Rất là tiếc ở cái gương rồi, nhưng mà sao cái này cái này nó có đấy các bạn ạ. Ok thì clip tiếp theo mình sẽ đem chiếc này đi chở đất để chở gỗ kiểu cho các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ cho nó đi đường gồ ghề từ các thử xem ok không các bạn nhé. Ok, để các bạn.